Chào các bác nha, hôm nay em lại chăn cá buổi sáng. Sáng hôm nay thì trời âm u, không có nắng. Còn giờ chăn thì vẫn mọi khi thôi, 6 giờ kém. Mọi khi giờ này mặt trời đang chuẩn bị mọc rồi. Toàn cá to ăn. Qua quăng được 2 con cá rô không chài. Cá rô nhìn còn nhiều phết đấy. Đấy, bây giờ 6 giờ, đúc 6 giờ. Dưới này mới đây. Đây, cho mít. Cá rô còn ăn cả mít, nó ăn tạp. Cá rô ăn linh tinh cái gì nó chả ăn. Ăn cả cỏ mà, cỏ thái ra nó ăn hết mà. Đấy, nó ăn cái các cái bé bé bụi bụi kìa. Nó ném ít thôi. Em thích chơi. Ném ra xa. Quay đi, không có mày cứ ném nữa thì mày sao? Đấy, mày con đang quay. Rồi, không gì thế đâu, tí để phải rửa tay đi nhá. Quay vào cái chỗ nhiều cá kìa. Ngoài nào.
Đi lui ra. Đấy, nó đang ăn cái chuối khái ra, kéo dìm vào xuống. Đây là giống gà đen, giống gà đen gọi là giống gà hơ mông. Đây có hai con ngỗng, ngỗng nam vịt, gà trọi. Cây bị đổ, quả bị đổ sắp chín, chứ ngự già rồi chắc 2-3 hôm nữa là chín. Chào các bác nhá, em đang rửa cái bể này để khởi động lại hệ thống hôm trước với ba thất bại. Hôm nay sẽ rửa giấy và phơi sóng lại, sau đó thì làm giá thể và dự kiến là sẽ nuôi thử cá chê. Chị ta. Em chụp ảnh cho bố mà. Em quay cho bố mà.